Chào mừng quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh đến với hội thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề năm 2022 là sách và khát vọng cống hiến. Ngạn ngữ Anh có câu Reading helps your seeds of knowledge grow, tạm dịch là việc đọc sách giúp cho hạt giống tri thức của chúng ta được nảy mầm. Như chúng ta đã thấy, việc đọc sách giúp chúng ta mở mang tri thức, được áp dụng những tri thức ấy vào thực tiễn của cuộc sống. Và ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ đã khiến cho mọi người gần hơn việc đọc sách. Việc có cho mình một thói quen đọc sách là vô cùng quan trọng. Đến với hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm nay, em tên là Lê Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Kiến Tường. Mang đến hội thi sách lần này là cuốn sách mang tên Những giấc mơ bơi lối mòn của tác giả Nguyễn Chí Hiếu. Bình Định. Năm 2004, thầy đạt học sinh giỏi xuất sắc nhất nước Anh với trình độ A-level. Năm 2012, thầy đạt hai học bổng liên tiếp của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Đại học Stanford. Năm 2015, thầy là học sinh xuất sắc nhất tốt nghiệp thủ khoa với chương trình đầu ra của Đại học Oxford. Và năm 2016, thầy quay về Việt Nam với tổ chức giáo dục IEG Innovative Education Group. Những dòng đầu tiên của cuốn sách Những giấc mơ bơi lối mòn được viết vào một ngày trước Giáng sinh năm 2017 tại tiệm sách Waterstone ở Oxford, nước Anh. Đó là một cuộc đi trốn nơi trời xa để viết sách. Những dòng cuối cùng của cuốn sách này lại được hoàn thành tại quê nhà Bình Định khi đất trời và lòng người đang vui tại xuân Mậu Tuất 2018. Đó là những nơi ấm áp nơi gia đình. Đừng nghiện giấc mơ của ai đó mà hãy tìm kiếm và nghiện giấc mơ của chính mình. Chỉ khi đó bạn mới thật sự cảm thấy mình là kẻ nghiện, kim kẻ bơ hạnh phúc nhất thế giới. Quyển sách là những câu chuyện tản mạn về hành trình du học phương Tây của một cậu bé nghèo ở vùng nông thôn Bình Định, mang đến những tri thức mới, những chân trời mới ở phương Tây xa xôi. Cậu bé đã đạt được những thành tích xuất sắc nhất ở nước Anh. Hành trình tạo nên cuốn sách này như một chuyến thám hiểm thú vị. Cuộc đời này thú vị có lẽ bởi những điều ta không đoán được như thế. Chỉ biết nỗ lực tiến về phía trước với trái tim chan hòa, mình sẽ làm được. Sách gồm hai phần, nó học, tôi đi, chủ ngữ khác nhau, giọng văn đôi chút khác nhau ở mỗi phần. Song đều là chuyện của một người trót dại nghiện những giấc mơ và sẵn sàng bơi đi những lối mòn để thấy mình thật sự thăng hoa, thật sự hạnh phúc. Trong phần 1, nó học, học như cây, bạn đọc sẽ gặp gỡ chú bé Chí Hiếu vui vẻ đến trường mỗi ngày, bơi hết thế giới khi ngồi học bài trước cổng chợ, nằm cú đêm say mê tung cánh trong thế giới sách, và hồ hởi lao ra biển tri thức lớn như cánh buồm trắng no gió. Học như cây, tức học vững vàng, tự chủ, học quá chiều sâu, học là để tư duy, từ để mầm non thở bé, lên thành cây cao lớn, vững vàng trước mưa gió, cành lá không ngừng hướng về bầu trời, dâng tặng hoa thơm trái ngọt cho đời. Trong phần 2, tôi đi, đi như nước, bạn đọc sẽ gặp anh chàng Chí Hiếu tuổi đôi mươi, miệt mài rong ruổi đường xa để trốn chính mình sau những thất bại, đổ vỡ, để rồi tìm lại những thấy chính mình trong trái tim tươi mới, thấu đời hơn. Đi như nước, tức bước chân không ngừng nghỉ, như dòng sông nhỏ háo hức vươn tới phương xa, bất chấp cỏ lá, khát gờn. Sách gồm 18 bài viết, sẽ chia 50 câu chuyện nhỏ, mỗi chuyện là một chút trải nghiệm, chút kiến thức, chút ưu tư, chút chuyện trò và một chút giá trị, và nhiều chút lừa lạ vừa quen cho những ai cần đọc và muốn đọc. Và thật mong những cuốn sách này có thể nhẹ nhàng đánh thức những giấc mơ dữ dội và dịu êm trong trái tim bạn như tiếng sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, truyền thêm cho bạn bí kíp và nội công để sẵn sàng gia nhập thế giới của những kẻ nghiện giấc mơ bơi lối mòn. Khép lại quyển sách, tác giả đã khơi gợi trong lòng người đọc về mơ ước của mỗi cá nhân trong cuộc sống. Nếu mơ ước ấy đi ngược lại với đám đông, với tập thể, ta phải tìm hành trình riêng, con đường riêng, đừng đi theo lối mòn hay ước mơ của người khác, mà cũng đừng nản chí, bỏ cuộc, mà hãy cố gắng hết mình theo đuổi ước mơ của chính mình. Có lẽ, thông điệp quan trọng nhất mà cuốn sách này truyền tải là bớt danh vọng, thêm yêu thương, bớt đi chút cái tôi ích kỷ để quyết định cống hiến sức mình xây dựng nên quê hương đất nước. Thật khâm phục thầy Nguyễn Chí Hiếu biết bao, khi trong tình hình chảy máu chất xám ở Việt Nam ngày càng nhiều, thì thầy đã quyết định trở về Việt Nam cùng tổ chức giáo dục IEG, ươm mầm nên những thế hệ trẻ kế tiếp. Bản thân em, quyển sách Những giấc mơ bơi lối mòn như một nguồn động lực to lớn thúc đẩy em theo đuổi những ước mơ của chính mình. Là một học sinh cũng như một thế hệ thanh niên, bằng việc đọc sách và trau dồi thêm kiến thức ngoại ngữ, em tin trong một tương lai không xa, em có thể đóng góp chút sức trẻ của mình phụng sự vì sự phát triển chung của đất nước. Bởi như Peter Marshall từng nói, thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là cống hiến.